hay cựu bộ trưởng hầu tòa trong đại án Việt Á. Lý do dự án sân bay Long Thành khó tuyển chuyên gia. Bên trong phòng khám cung cấp dịch vụ tiêm tế bào gốc từ nhau thay người. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 3 tháng 1 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng ngày 3 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa 38 bị cáo vụ Việt Á ra xét xử với 6 tội danh. Đáng chú ý, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Phan Quốc Việt bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 2 tội danh là đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trung Ngọc Anh, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Phạm Công Tạc bị cáo buộc cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Mới đây, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám xét phòng làm việc và nhà riêng của ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, ông Hiệp bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét để điều tra về tội đưa nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Được biết, ông Hiệp liên quan đến dự án khu đô thị Nam Đà Lạt tại Lâm Đồng. Chủ đầu tư dự án là công ty Sài Gòn Đại Ninh do đại gia Nguyễn Cao Chí làm tổng giám đốc. Dự án xây dựng đường vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến quốc lộ 1A ở Hà Nội, dài 2 km, tổng mức đầu tư là 1.300 tỷ đồng. Đến nay mới hoàn thành được công tác giải phóng mặt bằng sau gần 15 năm trì trệ. Lãnh đạo Ủy ban dân quận Hoàng Mai cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, một số hộ dân chưa đồng thuận. Sau nhiều lần phải tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ, đến nay chính quyền địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng sạch để phục vụ thi công dự án. Quảng cáo là địa chỉ hàng đầu về cung cấp dịch vụ tiêm, truyền tế bào gốc từ nhau thay người và tế bào gốc tự thân. Phòng khám thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc toàn cầu Cella tại 155 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thu hút được rất nhiều người khách hàng sử dụng dịch vụ dù nằm ngoài phạm vi được cấp phép. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi phần ghi nhận sau. Ứng dụng công nghệ tế bào gốc MSC tươi nuôi cấy theo đúng tiêu chuẩn, cam kết một liệu trình duy nhất trả lại trạng thái bình thường chức năng gan cho hàng ngàn khách hàng. Trực tiếp bác sĩ hơn 10 năm ứng dụng công nghệ tế bào gốc thăm khám là quảng cáo về dịch vụ khám chữa bệnh bằng tế bào gốc của một cơ sở có tên Phòng khám nghiên cứu và ứng dụng gốc tế bào Việt Nam. Trái với quảng cáo về một phòng khám vươn tầm quốc tế với công nghệ tế bào gốc tiên tiến hàng đầu thế giới, nơi được gọi là phòng khám này thực chất được nằm trên tầng 2 của một cơ sở làm đẹp trong tòa nhà tại số 155 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Giới thiệu là khách hàng có nhu cầu chữa trị bệnh gan bằng tế bào gốc, phóng viên nhanh chóng được đón tiếp và đưa lên tầng 2, nơi được đề là phòng khám nội, mà thực chất là một công ty có tên Công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc toàn cầu Cell Lab. Trước tiên để biết thì các anh phải kiểm tra rất kỹ xem cái u đế này là gì và đánh giá tổng quan các chức năng, các cái chuyển hóa trên cơ thể, đặc biệt nhất là chức năng gan, cụ thể nó ra sao. Sau đó mới có cái tư vấn. Nếu như được dùng để ứng dụng điều trị gan thì có được coi là tốt nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất. Ở nước ta, rất ít bệnh viện được cấp phép sử dụng tế bào gốc trong điều trị bệnh, chủ yếu được sử dụng trong điều trị ung thư máu. Việc các phòng khám tư nhân quảng cáo và sử dụng tế bào gốc để điều trị bệnh cho bệnh nhân là trái quy định, ẩn chứa rất nhiều rủi ro, cần được các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ. Thưa quý vị, hiện nay, nhiều người cao tuổi đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm việc, cống hiến vì còn sức khỏe và nhiệt huyết. Theo nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan, với lực lượng lao động về hưu, họ là lực lượng lao động chất lượng cao và cần phải quan tâm sử dụng nguồn lực lao động này. Mời quý vị cùng theo dõi phần ghi nhận sau. Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, hiện nay, lượng lao động về hưu được xem là lao động chất lượng cao, nguồn lực quý hiếm cần được nhà nước quan tâm sử dụng để đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội. Lượng lao động về hưu còn rất trẻ, đã qua 30-40 năm công tác. Cho nên chúng ta phải tìm cách để sử dụng nguồn lao động này. Chứ để cho tất cả mọi người về bây giờ chủ yếu là đi đàn ca sáo nhị múa hát thì quyền người ta được như thế. Nhưng mà tôi thấy rất là xót ruột, rất là tiếc. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày.
Trên trang cá nhân được ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ mới đây đã thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận khi nữ danh ca nhắc tới việc ca sĩ Lưu Hương Giang và chồng cũ là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện chỉ coi nhau là bạn. Bài viết này khiến cho khán giả cho rằng cặp đôi đã ly hôn trong lặng lẽ. Theo khảo sát của Lao động, trước thông tin Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến bổ sung thêm 27.868 suất biên chế trong năm 2024, nhiều sinh viên ngành sư phạm và giáo viên trên cả nước đã bày tỏ sự vui mừng, hy vọng dự kiến này sẽ sớm đi vào thực tiễn. Nhà thầu quốc tế thi công gói thầu 5.10 nhà ga hành khách sân bay Long Thành cần tuyển 31 vị trí chuyên gia làm việc tại dự án này với mức lương khủng lên đến 400 triệu đồng trên một tháng. Nhưng sau nhiều lần đăng tuyển thông tin tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đồng Nai, vẫn không có bất cứ hồ sơ nào ứng tuyển. Lý giải cho việc này thì đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội ở tỉnh Đồng Nai cho hay, việc tuyển dụng các vị trí như trên là rất khó, chủ yếu chỉ có thể tuyển dụng được ở các vị trí như là công nhân phổ thông, lao động bậc trung, lao động kỹ thuật bình thường. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của Báo Lao động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.